Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Cùng Bạn Đọc Sách mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ sách Vượt Qua Những Giới Hạn của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Nợ xấu, một khái niệm động. Trả lời phóng viên báo Tiền Phong ngày 14 tháng 7 năm 2012. Hỏi: trong bối cảnh ngân hàng nhà nước vừa bất ngờ công bố tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tăng gần gấp đôi, con số các tổ chức tín dụng báo cáo là 4,47%, tương ứng hơn 117.000 tỷ đồng. Trong khi con số của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước là 8,6%, tương ứng khoảng 202.000 tỷ đồng. Xin ông cho một vài ý kiến về vấn đề nợ xấu hiện nay. Trả lời: nợ xấu trước hết là một khái niệm động. Cùng với thời gian, cùng với khó khăn của nền kinh tế thế giới, cùng với khó khăn của nền kinh tế trong nước, tỷ lệ nợ xấu càng ngày càng tăng. Nếu kinh tế không phát triển tích cực thì tỷ lệ nợ xấu cũng không thể giảm xuống, bởi có những khoản không thể thanh toán được nếu kinh doanh gắn liền với khoản nợ ấy không phát triển. Cho nên tôi nghĩ rằng bây giờ điều đáng bàn là sự phát triển của khái niệm nợ xấu. Nếu không có những giải pháp vĩ mô, không có những chính sách vi mô đúng đắn, nếu không kiên quyết chống tham ô lãng phí thì nợ xấu chắc chắn sẽ phát triển tiếp. Nếu không thay đổi quan niệm về phát triển kinh tế, vẫn lấy tăng trưởng, vẫn lấy các dự án đại quy mô và lãng mạn làm mục tiêu cho các quy hoạch chính sách, thì chắc chắn nợ xấu sẽ phát triển. Xã hội cần khảo sát sự phát triển của nợ xấu phụ thuộc vào các điều kiện phát triển của kinh tế Việt Nam và thế giới nói chung. Cái đó tôi chưa thấy ai bàn. Chúng ta cãi nhau về tính chính xác của các số liệu thống kê, tính chính xác của các đánh giá mà quên mất rằng nợ xấu là một khái niệm biến động. Hỏi: theo ông, liệu tình hình phát triển kinh tế hiện nay thì nợ xấu sẽ diễn biến thế nào? Trả lời: kinh tế châu Âu đang phát triển tiêu cực, kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển bấp bênh, kinh tế khu vực và kinh tế Trung Quốc cũng đang có vấn đề. Hay nói cách khác, các thị trường tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam đều phát triển theo khuynh hướng tiêu cực, cho nên rất khó để nói rằng kinh tế Việt Nam sẽ phát triển tích cực. Các khoản nợ đã có sẽ biến thành nợ xấu nếu chiều hướng của phát triển kinh tế thế giới như thế này. Nếu Việt Nam không tỉnh táo để giải quyết vấn đề nợ xấu một cách bình tĩnh, từ tốn, thì nó còn phát triển thêm nữa. Vấn đề ở đây là giải quyết chính sách kinh tế và chính sách quản lý kinh tế như thế nào. Một quốc gia không thể dừng lại, không phát triển, tức là những khoản tín dụng mới vẫn xuất hiện. Vậy có tiêu chuẩn như thế nào để tránh hiện tượng nợ xấu cho những khoản tín dụng sắp tới? Tôi chưa thấy xã hội bàn đến chuyện này. Sự phát triển nợ xấu là do những khoản nợ cũ biến thành nợ xấu. Chúng ta nói rằng có 8-10% trên tổng dư nợ là nợ xấu. Có một số tổ chức đánh giá 15-20%. Anh Nguyễn Xuân Thành ở chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cho rằng là 50% nếu thị trường bất động sản có vấn đề. Tôi nghĩ cảnh báo ấy không phải là không có cơ sở. Hỏi: nợ xấu thuộc nhóm 5, nhóm có khả năng mất vốn chiếm đến 40%. Cái này là một nguy cơ lớn với nền kinh tế. Trả lời: khả năng mất vốn chính là khả năng mà những khoản nợ đã biến vào túi ai đó tham nhũng. Một phần khá lớn trong khoản nợ có khả năng mất vốn là kết quả của sự lấy đi rồi, mất rồi. Chuyện này đã có nghị quyết Trung ương 4, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng giải quyết. Hỏi: ông nghĩ thế nào về dự định lập công ty mua bán nợ với số vốn 100.000 tỷ như một cách để giải quyết tình trạng nợ xấu hiện nay? Trả lời: tôi hoàn toàn không vui gì khi nghe chuyện này, bởi 100.000 tỷ là cái gì trong khi tổng tín dụng dư nợ là hàng triệu nghìn tỷ. Nếu không cẩn thận thì hàng ngày tỷ trọng của nợ khó đòi, nợ xấu sẽ tiếp tục phát triển. Phải có một chính sách nào đó để có thể lôi các khoản nợ ra khỏi khu vực nợ xấu, chứ không phải là chúng ta để nó thành rác rồi chúng ta nhặt và mua rác. Mua rác thì chúng ta lại nợ. Mua nợ xấu để ghi một khoản nợ xấu đếm được không phải là một giải pháp. Hãy để cho nền kinh tế tự giải quyết bài toán của nó. Chính phủ chúng ta không giàu có, không mạnh mẽ đến mức có khả năng quét một đám rác kéo dài tới gần 10 năm. Hỏi:
Theo những con số thống kê thì nợ xấu ngày một tăng. Như một quả bóng căng lên, nếu một ngày nó nổ thì cả nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Trả lời: đương nhiên, quả bóng nợ xấu nổ thì các ngân hàng sẽ chết trước tiên. Ngân hàng giống như hệ tuần hoàn, vỡ mạch máu thì các bộ phận sẽ chết. Đấy là một nguy cơ có thật. Vì thế các ngân hàng phải ăn vạ nhà nước để cứu nó. Đấy là sự liều mạng. Dù thế nào cũng phải tiếp tục phát triển kinh tế, dù không phải là 6-7% tăng trưởng. Bây giờ chúng ta phấn đấu để tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm là 15%. Dù tín dụng có phát triển đến 15%, thì nợ xấu vẫn tiếp tục xuất hiện nếu thực trạng kinh tế không thay đổi. Nếu chính sách kinh tế không thay đổi và nếu công nghệ cho vay không thay đổi. Hỏi: nếu nhìn vào công nghệ cho vay hiện nay dễ dẫn tới nợ xấu, dường như màng lọc của nó không tốt. Trả lời: cái chính là mọi dòng chảy đều phải được điều khiển đúng, đều phải được giám sát đúng. Các dòng chảy phải được thiết kế chắc chắn, các quy trình kiểm soát phải chắc chắn, nó không phải màng lọc. Hỏi: bây giờ có rất nhiều ngân hàng cho vay tín chấp dựa vào mối quan hệ cá nhân và có thể bỏ qua hay xem nhẹ những nguyên tắc tín dụng. Đó phải chăng cũng là một trong những lý do làm tăng nợ xấu? Trả lời: không có cách gì khác. Các quan hệ tín chấp dựa vào sự quen biết. Quen biết là một công cụ tốt để tín chấp. Nếu không quen biết, làm sao mà tín được? Nhưng mà tín không thôi thì không đủ. Có công nghệ tốt có nghĩa là có công nghệ thẩm định các hợp đồng thương mại hoặc công nghệ thẩm định các dự án đầu tư. Ngân hàng cần phải có bộ phận thẩm định. Thẩm định mang tính chất tín dụng thuần túy, tiền tệ thuần túy, thẩm định triển vọng công nghiệp, thẩm định triển vọng thương mại, thẩm định triển vọng thị trường. Nếu không làm được thì không thể đoán ra tương lai của một dự án hoặc hợp đồng để cho vay. Người ta không có khả năng ấy thì người ta phải dựa vào sự quen biết. Anh này xưa nay đứng đắn, vay thì thế nào nó cũng trả, nhưng trả bằng cách gì không kiểm soát được. Một nền sản xuất có giá trị gia tăng chính là các dự án phải để ra tiền để trả nợ, các hợp đồng thương mại phải đủ lợi nhuận để trả nợ. Ngân hàng buộc phải nâng cao năng lực thẩm định dự án hoặc hợp đồng thương mại. Hỏi: thưa ông, với tỷ lệ nợ xấu như hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp càng khó tiếp cận với vốn ngân hàng. Trả lời: chính phủ đang khuyến khích hạ lãi suất, nhưng tất cả những cái đấy không giải quyết vấn đề nợ xấu. Hạ lãi suất chỉ giải quyết vấn đề có khả năng nợ thêm, chứ không phải giải quyết vấn đề nợ xấu. Vấn đề nợ xấu có nảy sinh hay không là kết quả của việc tuân thủ các nguyên tắc chặt chẽ của tín dụng, tức là thẩm định cho vay. Vay có thế chấp cũng không giải quyết vấn đề gì. Thế chấp bất động sản, tức là thế chấp sổ đỏ. Và thực ra bây giờ ngân hàng trở thành ngân hàng sổ đỏ. Bản thân sổ đỏ ấy, giá trị của nó cũng biến động. Ngay cả khi anh có thế chấp, tức là anh có tài sản, thì tài sản ấy cũng biến động theo nền kinh tế. Và do đó, tỷ lệ nợ xấu ngày càng tăng. Phải cẩn thận khái niệm ấy. Hỏi: nhưng nếu tỷ lệ 8,6% nợ xấu như công bố của ngân hàng nhà nước thì cũng không quá bi quan. Bởi vì trong nền kinh tế như Việt Nam rất khó tránh được nợ xấu. Ngân hàng cho vay cũng phải có tỷ lệ rủi ro nào đấy, chứ không thể an toàn hết. Trả lời: nợ xấu không chỉ là một khái niệm xấu. Nợ xấu còn là một hiện tượng xấu của nền kinh tế. Sự xấu đi của nền kinh tế là một hiện tượng bất khả kháng đối với các đơn vị kinh tế. Lụt thì tất cả mọi thứ đều ướt. Lụt là bất khả kháng thì ướt cũng là bất khả kháng. Người ta nói đến nợ xấu, tức là người ta nói đến những khoản cho vay không đủ chín chắn. Những khoản cho vay không tiên lượng được sự lụt cho nên bị ướt. Tỷ lệ 8,6% nợ xấu cũng không phản ánh gì cả. Nhưng nếu nền kinh tế được đánh giá triển vọng là tồi, thì 8,6% ấy nó lớn đến mức nằm ngoài khả năng kiểm soát. Với tư cách là một người phân tích kinh tế, tôi thấy nợ xấu chắc chắn sẽ phát triển cùng với tình trạng phát triển kinh tế, triển vọng kinh tế như hiện nay. Những khoản đã cho vay thì tỷ lệ nợ xấu càng ngày càng tăng lên. Và nếu không cẩn thận
thì những khoản sẽ cho vay cũng sẽ biến thành nợ xấu. Phùng Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.